Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá. Người có tài sản đấu giá, Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ số 123 đường Trường Chinh, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi gồm 17 hàng mục cũ của trụ sở Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, có danh mục tài sản kèm theo. Giá khởi điểm 248.844.000 đồng. Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá 49.700.000 đồng. Tiền bán hồ sơ 200.000 đồng. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên, điều kiện, cách thức đăng ký gồm giấy xem tài sản nếu có và đưa đăng ký đấu giá theo mẫu trung tâm ban hành bản sao giấy căn cứ công dân, bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề nếu có, thời gian xem xét tài sản trực tiếp ngày 26 và ngày 27 tháng 2 năm 2024 tại nơi có tài sản đấu giá. Thời gian đăng ký từ nay đến hết 15 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2024. Thời gian tổ chức đấu giá 9 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Tây Ninh. Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ số 82 đường Trần Hướng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại 02763 813218.